Vâng, con chào bác ạ. Vâng, chào chú. Bác chia sẻ con biết về địa chỉ họ tên của bác ạ. Tên tôi là Phan Thị Thi ở xóm 4 Tân Sơn, Kim Bảng, Nam Hà. Vâng, bác được kể lại quá trình và nguyên nhân mắc bệnh được không ạ? Tôi thì đau cái lưng này với lại chân này là cũng đau lâu. Dạ. Thế mà đi khám thì người ta cũng bảo là gai cột sống này, thoát vị ghế đệm này với lại thoái hóa cột sống. Vâng. Bác được kể lại về quá trình và triệu chứng đau nguy kịch nhất của bác được không ạ? Quá trình đau thứ nhất à? Thì triệu chứng đau nguy kịch nhất và đau nặng nhất của bác ạ? Đau nặng nhất thì giữa cái hôm mới đau nặng nữa là tôi nằm ở trong nhà tôi không dậy được. Vâng. Đi đái phải đi ở trên giường. Vâng. Bác kể lại cái triệu chứng đau bác tỉ mỉ hơn được không ạ? Đau thì nó cứ rúc hết ở lưng này này, xong nó rúc hết xuống cái chân, nó rúc dọc theo cái ống chân này này. Dạ. Thế mà đi thì nghĩa là nó lệch hết người. Lệch hết người. Không đi được, đi bộ chỉ một quãng đây ra kia là rúc không đi được. Bác đau như vậy được bao nhiêu ngày ạ? Đau thì nó đau cũng lâu lâu rồi thì mới thì cũng cứ nghĩ ấy thì còn cứ cố gắng đi cấy. Vâng. Đến lúc xong đẻ nó đau quá rồi không nạt nữa thì nó bắt đầu mới lại đi đau chụp quá chiếu. Thì chụp chiếu thì được kết quả là bị thoái cột sống, Đấy. Thoát vị đệm và gai cột sống thắt lưng đúng không ạ? Đấy. Thì bác được ai mách từ nhà thuốc nặng thì khạc chồng con ạ. Mách thì cứ đi thấy cái bà nà trạm đấy, ngày trước dạ. là bà ấy chữa thì bà cũng đau như thế, thế là bà ấy không đi được thì đến lúc mới nên hỏi bà ấy, dạ. bà ấy lấy thuốc ở đâu, thế là bà ấy mới cho cái địa chỉ thì là đi lên lấy. Vâng, sau khi bác lên nhà thuốc chồng con, địa chỉ ở ngã tư cầu Hòa Dục, Đồng Phú, Trương Mỹ, Hà Nội, tôi lúc đi ra truyền lại tiền thạc, nâng lên lại an toàn, thì bác lên nhà thuốc, bác điều trị phương pháp như nào? Nên thì nên điều trị thì là nên trên ý thì là cho thuốc uống này, với lại cho lá đắp thì cứ 3 ngày một thang, thế mà đắp thì 5 ngày đắp một miếng, cứ Vâng. chiều đến thì là lại thì dở ra xong lại sao xong này lại đắp vào. Vâng. Sau khi bác được nhà thuốc còn điều trị bằng thuốc đắp thuốc uống đúng không ạ? Thì bác về nhà điều trị mấy tháng thì bác đau lên ạ? Mấy tháng đau lên thì có mà cũng phải 3-4 tháng vào tháng là nó cũng đau tăng lên, vâng. thế xong đến lúc thì là nó giảm. Tháng thứ mấy bác giảm bác còn nhớ không ạ? Tháng thứ 5, thứ 6 thứ 5, thứ 6 thì là nó cũng giảm xuống. Bác điều trị nhà thuốc con thì mấy tháng bác khỏi bệnh ạ? Điều trị là 3 tháng. 3 tháng. Đúng cho đây bác khỏi được mấy năm nhỉ? Khỏi được 5, 6 năm. 5, 6 năm nhỉ? Thì bây giờ bác làm việc bình thường ạ? Bây giờ thì tôi làm bình thường. Có còn đau đớn gì không ạ? Không. Trong 5 năm này 6 năm qua thì bác điều trị nhà thuốc con thì bác có dùng bất cứ loại thuốc nào ngoài nhà thuốc chúng con không ạ? Không, tôi không. Thế con đi làm bình thường cái gì? Thì cái triệu chứng đau nguy kịch nhất của bác mà bác kể tỉ mỉ hơn cho con không ạ? Cái đau nhất cái hôm như thế là tôi nghĩa là tôi gì để rất gì ở nhà xong mới trơn rồi mới trượt, thế là thôi đến nặng liệt bị luôn không dạ. chịu được. Thế là đến lúc cũng có người cũng lấy mách đi tiêm nhưng mà tiêm cũng lại không khỏi. Bác thế tiêm mấy mũi ạ? Một mũi. Một mũi. Thế là về thì không khỏi, thế là đến lúc mi lại cái bà lấy mách. Dạ. Đấy, mách lên trên nhà bà là đấy. Thế dạ. là đến lúc thì lên thì bà cho cái số điện thế là thì tôi mới bảo cháu nó lai lên trên dạ. là tôi lấy. Vâng. Thì bác đến nhà thương con điều trị cả đắp và uống trong vòng 3 tháng. Cho bác khỏi khoảng 5 6 năm rồi. Thì con xin cảm ơn bác. Vâng. Và chúc bác luôn là mạnh khỏe. Vâng. Vâng, thì trong quá trình điều trị đó trong 6 năm qua thì bác làm việc bình thường ạ? Vâng, tôi làm vẫn bình thường. Vâng. Đi lại bình thường. Vâng. Có đau nhức gì không ạ? Không. Vâng. Chào bác nhé. Vâng. Chúc bác luôn mạnh khỏe. Vâng. Vâng. Chào bác.